Dạ vâng, Hà xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hà. Dạ vâng, thì buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày 20 tháng 6 năm 2024, hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều thì Hà đã có mặt tại chợ Xóm Chiếu. Vâng, thì hôm nay thì mời tất cả quý cô chú, anh chị, các bạn mình cùng đi tham quan chợ Xóm Chiếu cùng với Hà nhá. Địa chỉ là ở số 1 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh mình. Vâng, thì chợ được xây dựng năm 1985. Dạ, thì bây giờ thì mình cùng đi tham quan chợ Xóm Chiếu một xíu, quay mọi người cùng xem. Đây cũng là lần đầu tiên mà Hải qua chợ Xóm Chiếu này, quay mọi người xem này. Đây, khu vực này thì phía bên này thì là bán hoa mọi người. Bên này thì mình sẽ đi dạo một vòng và sau đấy vào bên trong chợ. Đây, mọi người thấy là các tiểu thương đang bán hoa. Cái này thì có vẻ là đi buổi sáng hợp lý hơn, nhưng mà đây là lần đầu tiên Hải đi nên cũng chẳng biết là mình đi đại luôn. Rồi, phía bên đây, quay mọi người xem ở khu vực này thì bằng bán trái cây khá là nhiều. Đấy, dọc khu vực này mình thấy là bán chanh này, rồi bán chôm chôm, bán măng cụt, rồi bán cả đào nữa. Đấy, bây giờ đang là mùa đào, nho này cũng đa dạng. Đây, dọc khu vực này trái cây rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Lê Quốc Hưng nhá. Đấy, còn phía bên kia mọi người, nói chung là chợ Xóm Chiếu bây giờ thì nó cũng vắng, không được nhộn nhịp giống như ngày xưa nữa, mà không chỉ là mình chợ Xóm Chiếu mà chợ truyền thống bây giờ thì cũng đều vắng khách, vì bây giờ mọi người vào cái trung tâm thương mại là nhiều mua sắm. Đấy, nhưng mà đối với cô chú anh chị mình ở nước ngoài về thì mọi người vẫn lựa chọn hình thức là chợ truyền thống, với gợi lại với nhiều kỷ niệm cũng như là có những cái trải nghiệm mới về chợ truyền thống hơn so với những cái chợ trung tâm thương mại. Đây, tại khu vực này thì mọi người có thể thấy là phía bên này là bán trái cây rất là nhiều, thì mình sẽ đi quay dạo một xíu bên kia bán mọi người. Dâu Đà Lạt 30.000, đào Sapa 30.000 này. Ở bên này thì mọi người bán đa dạng này, bên ngay khu vực đường này. Tại góc này thì Hải thấy người ta bán cũng muộn lắm mọi người, tầm khoảng 7-8 giờ tối qua đang còn thấy này. Khu vực bên này thì là hàng thịt. Đấy, hàng bán dọc khu vực này bán thịt bò, thịt lợn này. Đây, khu vực này mọi người thấy là bán ghẹ sống 100.000, rồi các cái loại hải sản khá là nhiều, ốc. Đây, phía bên này rau củ quả, chân gà, thứ bán cũng nhiều. Ngay phía bên đường này là đường Đoàn Văn Bơ. Sẽ đi dạo bên ngoài một xíu. Đây mình thấy này, những cái xe bán thịt gà, ui những cái chân rất là nhiều chân gà luôn, rồi bán thịt. Đấy, bên này là chợ, thì lát mình sẽ vào. Bây giờ mọi người thấy là chuyển hết tại bên ngoài buôn bán này. Đấy, bán thịt bò, bán rau củ quả. Đấy, phía bên này và mọi người buôn bán bên kia cũng nhiều nữa, thì mình sẽ đi dọc khu vực đường Đào Văn Bơ này một xíu nhé. Rau củ quả hải sản khá là đa dạng, nhiều món đấy mọi người. Thì bây giờ đi quay thì chắc cũng chỉ quay phía bên ngoài thôi, chứ bên trong chợ thì giờ nó cũng vắng nhiều, không có mấy, mọi người tập trung ra bên ngoài này buôn bán. Và chính
nghệ sống hải sản rất là nhiều. Ở khu vực quận Tư này, quý cô chú anh chị mình muốn ăn hải sản tươi sống thì ghé qua đây rất là gần. Thực sự là quá trời là hải sản mọi người, nhiều lắm. Ở bên này đầu đường thì là rau củ quả đấy, mình sẽ đi qua khu vực này một xíu nữa, sau đấy mình quay lại. Ở đây mọi người đang làm mua cá hay sao, khá đông đấy. Đứng mua cá mà. Đây, cá này cá biển mới lên đấy. Ghẹ còn tươi luôn kìa, ghẹ nó còn bơi kìa. Ghẹ mà ghẹ tươi luôn. Dạ, có khô lô đồ không nhà? Ghẹ thì sống hay cua này. Đây. Đấy, thực sự thì mọi người có thể thấy là rất là nhiều hải sản. Bây giờ thì mình sẽ qua bên đường này, khu vực bên này, quay mọi người xem luôn. Đấy. Cô chú anh chị mình mua rất là nhiều nha, cua, ghẹ, sống, tươi, tôm, rồi không thiếu một cái gì luôn tại ngay khu vực này. Đây bên này là bạn đó, mọi người rau củ quả, hải sản này mọi người này, đấy, cá rô hồng. Đấy, bên này là những cái chậu cá này, nhiều dã man luôn. Đây có cả rùa và bà này. À, bên này bán thịt heo. Ở đây một người cô này bán cái đồ này, đồ ốp. Vâng mọi người, thì bây giờ mình sẽ vào bên trong chợ Xóm Chiếu nhé. Bây giờ giờ này thì đóng cửa nhiều rồi. Phía bên này là một cái gian hàng bạn vàng bạc, bán đồ phong thủy. Bán gì đây? Hến nóng, cua đầu xay.
Dạ vâng, thì Hải đã quay cho mọi người xem khoảng một xíu nữa. Bây giờ mình đi qua cái bên trên này xem có cái gì không nhá. Có vẻ là trong bên trong chợ cũng tương đối là vắng khách, không có nhiều. Và nhiều sạp thì đã đóng cửa rồi. Ở đây thì bao nhiêu đồ ăn lắm, nhưng mà Hải đi qua thấy trong chợ thì thấy đóng cửa hết. Khu vực này là bán, người bán dép đây. Mình sẽ đi dọc con đường này lên Quốc Hưng. Vâng, thì mọi người có thể thấy là bên trong chợ đấy khá là vắng khách thôi, không có nhiều khách mà lại gọi là vắng khách, mà lại một số sạp thì cũng đang treo biển sang sạp và đóng cửa. Mình sẽ đi dạo gần Lê Quốc Hưng này, cũng xem ở đây có cái món gì không, mình ghé qua tính là qua là xem có cái gì chợ. Nhưng mà thấy những cái khu vực bán ẩm thực thì đã đóng cửa rồi, bây giờ chỉ còn đồ tươi sống thôi. Bên ngoài bán chị bán cái chai mọi người ở đây. Đây phía bên ngoài này là đường Hoàng Diệu. Ở khu vực bên này là Lotte, Lotte Media, Lotte Zia. Vậy thì giờ mình sẽ tiếp bên này thì bán gói cuốn này, đấy, cơm sườn ở dọc khu vực này. Thôi thì dọc mọi người bên này có cái tiệm gần tóc cũng vắng khách, đang ngồi hàng nghịch điện thoại. Đấy, khu vực này là bán dừa, bán cái túi sách. Đấy, bên này bán cơm gà đây 45.000 một phần. Đấy, mọi người có thể dùng trực tiếp tại đây luôn. Hủ tiếu, khô nước, trái cây mọi người. Ở bên này thì bán quả thái này, mọi người có thể thấy những cái sạp trái cây khá lớn. Quen là bên này thì buôn bán và nhộn nhịp hơn so với bên kia mọi người. Bên chợ phải vắng lắm. Đây bên này bán rau tây Đà Lạt mọi người, 50.000 này. Đây, bên này vựa hải sản mọi người này, cá biển. Tạm ạ, chắc tới đây thì Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị, các bạn đã đồng hành cùng Hải. Và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo nhé.